mắt lộ diện với camera thỏ thụt, màn hình không khuyết tật. Mới đây, một thành viên diễn đàn tinh tế đã chia sẻ hình ảnh được cho là của chiếc Vsmart Active 3. Đây sẽ là chiếc máy kế nhiệm cho Vsmart Active 1 trên Active 1 cộng được ra mắt hồi cuối năm 2018. Hình ảnh dò dỉ cho thấy Vsmart Active 3 sẽ có camera selfie thỏ thụt. Đây là lối thiết kế đã được một số hãng như Oppo, Xiaomi, Vivo, Huawei áp dụng trên sản phẩm của mình. Ưu điểm của camera thỏ thụt là nó sẽ giúp cho màn hình của máy trở nên toàn vẹn không bị lẹm bởi camera, đồng nghĩa với không tai thỏ, không giọt nước, không khuyết tật, không chỉ mặt trước, mà cả thiết kế mặt lưng của Vsmart Active 3 cũng dò gì. Qua đó, máy sẽ có cụm 3 camera kèm theo đèn flash với cách bố trí khá giống Huawei P30 Pro. Cuối cùng, không thể bỏ qua màu sắc Radiant kèm theo logo Vsmart đặc trưng, càng củng cố cho việc đây thực sự là một sản phẩm của Vsmart. Hiện Vinsmart vẫn chưa xác nhận thời điểm ra mắt của Active 3, nhưng với việc mẫu máy đầu tiên trong loạt sản phẩm thế hệ 3 của Vsmart là B3 đã lên kệ có lẽ người dùng cũng không còn phải chờ đợi lâu